và anh Tú ra thì còn có một nhân vật trải nghiệm nữa. Cô ấy vô cùng xinh đẹp và xin mời sự xuất hiện của Linh Hoàng. Anh chị. Chào Linh, em có thể giới thiệu một cho khán giả biết một chút thông tin về mình không? Em là Linh, hiện tại thì em đang làm người mẫu ảnh. Dài quá. Okay, ok. Anh Tú, anh có muốn hỏi gì về Linh, người bạn hôm nay đồng hành cùng mình không? Thật ra anh cũng chỉ muốn hỏi là em đã trải nghiệm cái công tác này chưa? Em thì em chưa bao giờ trải nghiệm, nhưng mà em nghĩ là đây sẽ là một bộ môn mà anh Tú rất là sẽ phải thua. Nani? Ô sợ thua? À không. Tại vì nhìn hai bạn chơi mặc váy như này là mình thấy cái là bất thua hả? Mình đã mất tập trung cho cái cuộc chơi này rồi. Không biết đây là chiến thuật hay là vô tình đấy. Thôi em nghĩ là anh đang hơi khiêm tốn, để bây giờ xem là anh đua như thế nào và Linh đua như thế nào thì chúng ta đi luôn vào game ngày hôm nay đi. Ok không ạ? Chơi. Ok. Sát đến quay phim rồi, em bảo chết rồi, mình phải làm sao để tránh anh ấy ra. Đạp nhầm ga bên tay, thế là đâm thẳng anh ấy thôi. Nhưng mà em nghĩ là anh ấy vẫn còn sống. Lúc mà chị Hà chị ý sang cái làn bên cạnh lúc bị đâm thì xem cũng lúc ấy cũng bị hỏng, thế là em bị theo xa mọi người nhiều quá và em sau đấy em đã phải yêu cầu chơi lại. Ngay từ lúc ra đề đã thấy không công bằng rồi. Yeah.
Bye.